Nhà đất Bảo Hoàng rất vui mừng được gặp lại quý vị, quý anh chị khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh chuyên nhận cái người mua bán và nhận cái việc các sản phẩm bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An. Vào buổi chiều hôm nay thì Bảo Hoàng đang có mặt tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trên một trục đường thông, đường lớn kinh doanh buôn bán, để chia sẻ đến cho quý vị, quý anh chị khách hàng một căn mặt tiền kinh doanh vừa mới hoàn thiện xong, với thiết kế một trệt 3 tầng lầu, chiều ngang 5m và chiều sâu là 15m hướng Đông Bắc, với mức giá là 5 tỷ 200 triệu đồng thương lượng trực tiếp chính chủ. Với công năng sử dụng của căn nhà bao gồm 4 phòng ngủ, phòng thờ, phòng bếp, phòng khách, khu vực gara, xe hơi. Với quý vị, quý anh chị đang cần tìm một căn nhà vừa ở vừa kinh doanh, đây là một sản phẩm mà quý vị nên cân nhắc đến tham quan khảo sát cũng như là sở hữu ngay. Một vị trí trục đường kinh doanh có 4 phòng ngủ để ở, có phòng khách, phòng bếp và có một khu vực gara xe phía trước, chúng ta có thể làm khu vực kinh doanh cho gia đình, có thể mở tiệm nail, tiệm thuốc tây, vân vân. Rất nhiều ngành nghề trên trục đường này như quý vị đang thấy trên màn hình có thể kinh doanh được. Kế bên một quán cà phê, trục đường lớn ở phía trước mặt tiền, có chiều ngang lòng đường khoảng tầm 8m, vỉa hè mỗi bên là 4m. Đường thông, đường lớn, đường chính tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trục đường nối thông với đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, vòng xoay An Phú. Vâng, ở đây thì trục đường này như quý vị đang thấy trên màn hình, xe lớn 45 chỗ, 30 chỗ hay là xe container mà có thể thoải mái di chuyển trên trục đường này. Vì vậy đây được coi là một vị trí mặt tiền kinh doanh rất là thuận tiện, với mức giá cực kỳ mềm 5 tỷ 200 triệu đồng. Một căn nhà khang trang một trệt 3 tầng lầu mới hoàn thiện rất là đẹp. Và bây giờ Bảo Hoàng xin được dẫn mọi người vào bên trong khảo sát thực tế bên trong căn nhà của mình. Và đây là hình ảnh ở phía trước căn nhà với khu vực gara xe hơi với chiều ngang 5m. Chiều sâu của gara xe hơi thì khoảng tầm 5m, ngang 5, sâu 5. Đang thiết kế làm khu vực gara xe hơi, và khu vực này quý vị có thể kinh doanh ở phía trước mặt tiền. Còn hình ảnh phía trên là hình ảnh thiết kế của 3 tầng lầu còn lại của căn nhà. Khu vực tiếp theo là khu vực phòng khách, với một bộ ghế bàn, ghế gỗ lớn ở tại không gian của phòng khách. Không gian thiết kế rất là hài hòa cho vị trí ở khu vực phòng khách và phòng bếp tại tầng trệt, với những bức tranh đi kèm. Và bây giờ xin được dẫn mọi người lên tham quan tầng lầu 1. Với tầng lầu 1 thì có 2 phòng ngủ, khu vực ban công ở phía trước. Và một phòng vệ sinh tại lối hành lang. Và đây là hình ảnh về phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1, kế cầu thang. Và phòng ngủ thứ 2. Và phần ban công ở phía trước.
bây giờ xin mời mọi người sẽ cùng ghé tham quan tầng lầu 2 của nhà mình. Tương tự như tầng lầu vừa rồi thì tầng lầu 2 này cũng có hai phòng ngủ kế bên cầu thang và kế bên khu vực phòng vệ sinh ở phía trước hành lang. Trên này thì có một căn phòng có thể làm phòng ngủ hoặc làm phòng thờ. Phía sau là sân phơi. Vào ban công ở phía trước. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh về căn nhà mặt tiền kinh doanh trục đường lớn ở phía trước với mức giá là 5 tỷ 200 triệu đồng, ngang 5, sâu 15, 1 trệt 3 tầng lầu với 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng bếp, phòng khách, gara, xe hơi. Và nếu quý vị đang tìm kiếm một căn nhà vừa ở vừa kinh doanh và mặt tiền trục đường lớn như thế này thì hãy đến để cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan và sở hữu ngay sản phẩm này, cũng như có thể xem tham khảo thêm những sản phẩm cùng phân khúc với những mức giá tương tự hoặc là những mức giá thấp hơn hoặc cao hơn tại thị trường khu vực thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thủ Đức. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào.